Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì luật sư Thu Đoàn sẽ gửi đến quý vị và các bạn một cái video có tên là Có đòi đất khai hoang được không? Thưa quý vị và các bạn, câu trả lời này thì sẽ phụ thuộc vào nội dung hồ sơ chứ không phải là phụ thuộc vào đòi được hay không được và phán quyết của tòa án. Phần trình bày của tôi nó có hai phần như thế này. Thứ nhất là một cái câu chuyện kể từ vị khách hàng. Cái thứ hai là cái tính pháp lý của hồ sơ. Tôi xin kể cho quý vị và các bạn nghe cái hồ sơ nó như thế này. Tôi có một người quen, họ điện thoại đến, họ bảo như thế này. Nhà thì có hai chị em. Thì trong cái từ sau năm 1975 thì người chị, hai chị em thì nhà chỉ có hai chị em thôi. Người em mới lập gia đình và đi khai hoang. Khai hoang mở đất giống y như là Sài Gòn 300 năm vậy đó. Thì người em mới đi khai hoang và khẩn một cái quyền sử dụng đất. Tôi cứ cho nó là một mẫu đi, một mẫu ở miền Nam á, vào khoảng 10.000 mét vuông. Thì trong cái quá trình khẩn hoang, vì lý do là con cái nó cần cái học tập, cho nên người em mới nói với người chị rằng là thôi thì bây giờ em, con cái em nó cần học tập, thì thôi bây giờ chị ra ngoài này đi, chị với gia đình chị ra ngoài này đi, rồi em sẽ chuyển giao cái phần đất khẩn hoang cho chị. Và quý vị và các bạn biết không, vì là chị em ruột trong một cái gia đình mà, cho nên không có bất cứ một cái ý kiến nào về cái vấn đề là mua bán, tặng cho hay định đoạt, nói thôi. Thật ra là chị em máu chảy ruột mềm mà, ta có thể chàn cho nhau những việc lớn, cũng có thể giúp nhau từ cái việc nhỏ nhất. Chị em ruột mà, mặc dù đã có gia đình, tuy nhiên rằng sau khi mà người em nói như vậy thì người chị cũng đồng ý. Gia đình họ gồng gánh ra và ở trên cái phần đất của người em đã khai phá, người em và chồng người em đã khai phá. Và trong cái quá trình quản lý sử dụng thì người chị đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phát sinh tranh chấp đó quý vị và các bạn, gần như họ không nhìn gặp nhau. Người em bảo rằng chị vẫn biết đất này là của tôi, do công sức, do quá trình khai hoang. Hồi đó tôi đến đất, đất vẫn còn hoang sơ, rừng rú. Người chị bảo rằng là mày nói mày quản lý sử dụng hả? Tao lại tao làm. Và khi mà tao lại tao làm thì những vùng xung quanh họ, họ cũng bắt đầu mới khai phá. Cái khó của vấn đề nó là như vậy. Và người em đã đi đến tư vấn luật sư. Thú thật với quý vị và các bạn, luật sư cũng không biết là phải tư vấn như trong trường hợp như thế này, như thế nào. Và thưa quý vị và các bạn, đây là tư vấn pháp lý của luật sư. Đất phải có nguồn gốc. Đó là một cái điều bất di bất dịch, không thể thay đổi. Tôi có ra một cái phiên tòa thì người con út này được ba mẹ cho và họ đất đã có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Họ phủ nhận cái quá trình mà đất, nguồn gốc đất là của ba, của mẹ họ. Và họ cho rằng kể từ khi họ tặng cho, họ được ba mẹ tặng cho thì họ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho rằng họ toàn quyền định đoạt. Nhưng không, luật sư trong vụ kiện này, luật sư cho rằng cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ người mẹ sang người đang đứng giấy, nó có điều gì đó không ổn. Việc tặng cho này không đúng quy định của pháp luật. Và việc tặng cho bỏ sót hàng thừa kế. Chị ra tòa, chị cứ khăng khăng, chị cứ đinh ninh rằng quyền sử dụng đất của chị. Và khi quyền sử dụng đất của chị là chị có toàn quyền định đoạt.
về cái nguồn gốc đất có rất nhiều nguồn khác nhau quý vị và các bạn. Ví dụ như hiện tại tôi có một cái số tiền 1 tỷ đồng, tôi mua cái quyền sử, tôi mua cái miếng đất của ông A. Vậy thì nguồn gốc đất là do nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ba mẹ tôi tặng cho tôi một cái quyền sử dụng đất, một cái căn nhà, thì nguồn gốc đất này là do tôi được ba mẹ tôi tặng cho. Có một cái dạng nữa là đất được nguồn gốc từ bản án. Đất có là đất hoang, ba mẹ được chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên có tên trong sổ địa chính. Sau này thì ba mẹ chết, anh chị em lôi nhau ra tòa và bản án phân mỗi người được 100 mét. Vậy thì nguồn gốc đất là từ cái bản án. Bản án quý vị và các bạn, nhận bản án số mấy đó thừa kế quyền sử dụng đất. Trở lại vấn đề của vị khách hàng, tôi hỏi rằng là như vậy đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là của người em hay là của người chị? Xin thưa tôi không biết. Và để biết được quyền sử dụng đất của người em là đối tượng được nhà nước cấp giấy hay là quyền sử dụng đất được nhà nước cấp giấy, chúng ta sẽ đi tiếp cái quá trình về quy định của pháp luật, thì tùy theo từng giai đoạn mà sẽ có những cái pháp luật điều chỉnh. Ví dụ như trong trường hợp mà việc quản lý sử dụng đất ngay tình ổn định, không tranh chấp, mà đối với đất bất động sản là 30 năm thì chúng ta được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn nếu như trong trường hợp đất khai phá thì trong quá trình khai phá người em đã được đăng ký cái khai địa sổ địa chính chưa, và sau này khi người chị tiếp tục quản lý sử dụng thì người chị có đăng ký kê khai hay chưa. Như vậy chỉ có một động tác duy nhất là hỏi cái cấp cơ sở là Ủy ban Nhân dân xã phường địa chính nơi đất có, nơi có đất đó, rằng đối tượng theo quý vị thì đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này là của người chị đúng hay là người em đúng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi cũng muốn đến nói đến quý vị và các bạn, đất phải có nguồn gốc. Nguồn gốc từ nhận tặng cho, nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, nguồn gốc từ bản án, nguồn gốc từ hợp thức hóa. À, đây là trường hợp đất hợp thức hóa. Thông qua câu chuyện này để tôi nói cho quý vị và các bạn, quý vị và các bạn trong quá trình bị kiện hoặc đi khởi kiện, quý vị và các bạn phải hiểu được rằng bản chất của quyền sử dụng đất, bản chất của bất động sản nó có đúng quy định của pháp luật hay không. Tôi nhận rất là nhiều hồ sơ, mặc dù hồ sơ rất là khó khăn, tuy nhiên tôi dựa trên hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất, có công bằng hay không. Tiêu chí thứ hai, quy định của pháp luật trong trường hợp này có được điều chỉnh hay không. Và hai tiêu chí này đã là kim chỉ nam trong cái cuộc đời hành nghề của tôi. Thưa quý vị và các bạn, sẽ thật là nói nhiều nếu như trong trường hợp tôi không có ý định nồi da sáo tịch trong từng gia đình quý vị và các bạn. Gia đình quý vị và các bạn là một hợp thể thống nhất, không có gì lay chuyển. Và chúng ta là người một nhà, chị ngã em nâng, thì xin thứ lỗi cho luật sư Thu Đoàn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.